Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 11 tháng 2. Và mới đây, quốc vương Brunei đích thân lái chiếc xe điện chở Thủ tướng Phạm Minh Chính đi công chuyện anh em. Tỏ lòng mến khách vì hoàng cung quá rộng, quốc vương Brunei Hassanna Bolkiah đã lái xe điện chở Thủ tướng Phạm Minh Chính bên trong cung điện của mình. Sáng ngày 11 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và quốc vương Brunei Hassanna Bolkiah đã có cuộc họp đàm tại hoàng cung Asatna Nuna Amen, cung điện lớn nhất thế giới. Brunei dành nghi lễ đặc biệt đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phía Brunei đã dành nghi lễ đặc biệt khi toàn bộ thành viên hoàng gia đã đón và tham dự cuộc tiếp Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam. Và tại hội đàm, quốc vương Brunei nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông khẳng định Brunei luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và nông nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của quốc vương và hoàng gia Brunei. Người đứng đầu chính phủ cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới quốc vương và hoàng gia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước đã gắn liền với dấu mốc hội nhập quốc tế quan trọng Việt Nam, đó là vào tháng 7 năm 1995 tại chính thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Và Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Brunei. Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei đã phát triển hiệu quả trên các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển và năng lượng, giáo dục, đào tạo. Và đề nghị Brunei mở rộng cửa cho nông sản của Việt Nam. Và tại hội đàm thì hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi tiếp xúc ở cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác ủy ban hợp tác song phương cấp bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và hai bên cũng sẽ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác của toàn diện Việt Nam Brunei giai đoạn 2023 và giai đoạn 2027 vừa được ký kết dịp này. Và hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn, xem xét khả năng hợp tác liên doanh, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, cũng như là kinh tế số, kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Brunei tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei, nhất là gạo và các sản phẩm nông thủy sản đạt tiêu chuẩn HACCP. Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như là quốc phòng, an ninh và hợp tác biển, trong đó có duy trì hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Kết hợp hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác 2023-27 và công hàm trao đổi thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei. Và đó là cái thông tin ngày 11 tháng 2. Anh em có biết cái ý nghĩa mà chiếc xe điện chở cho bác Phạm Chính đi chơi không? Đó là nước này đang phát triển theo kinh tế xanh đó nè. Người ta làm cái gì người ta cũng có ý nghĩa hết trơn á, chứ không phải là không có ý nghĩa đâu. Đó, thấy chưa? Chở phu nhân đi nữa, đúng là một ý nghĩa nữa đó anh em nè. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký kênh. Tạm biệt.